Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh. Kiểm tra thực tế tại các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh, đoàn đánh giá công tác ban hành văn bản về cải cách hành chính được huyện và xã chú trọng thực hiện, ban hành đầy đủ chương trình kế hoạch theo quy định, thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ và thực hiện nụ cười công sở. Từ cuối năm 2021 đến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã cung cấp 170 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên tổng số 264 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 64%. Cấp xã cung cấp 49 dịch vụ trên tổng số 143 thủ tục hành chính, tỷ lệ 34%. Huyện đã hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt hồ sơ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 cho hệ thống mạng LAN tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện.